Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Nam Phi, nơi sinh sống của hầu hết các con tê giác trên thế giới, tiếp tục tìm kiếm phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn nạn săn trộm vốn đã đạt tới mức báo động trong những năm gần đây. Chính phủ và các tổ chức tư nhân bảo tồn sinh vật hoang dã sử dụng các phương pháp từ tuần tra vũ trang tới việc các sừng tê hay chích thuốc độc vào sừng chúng để khiến sừng này không còn giá trị trên thị trường chợ đen. Cho tới giờ này trong năm, hàng ngàn sừng tê đã được chích thuốc độc với hy vọng sẽ tạo được sự khác biệt trong cuộc tranh đấu để cứu loài thú này khỏi bị diệt chủng. Mời quý vị theo dõi video sau đây. Tê giác bị nhắm là mục tiêu vì sừng tê giác có thể bán với giá hàng chục ngàn đô la ngoài chợ đen ở châu Á. Sừng tê giác xây thành bột được dùng trong thuốc tàu gia truyền, trong khi mắt và đuôi tê giác thường được dùng làm bùa phép. Ông Graham Shipway là quản lý một túp lều trong khu bảo tồn động vật phi châu Blue Marie gần Johannesburg, Nam Phi ông đã phát hiện ít nhất hai con tê giác chết trong mấy tuần qua. Đây là một con tê giác cái đang mang thai, 23 tuổi. Thứ bảy tuần trước, nó đã bị săn bắt. Ta có thể nhìn thấy một vết đạn ở đây. Đó là một vết đạn xuyên thấu, có nghĩa là một viên đạn rất mạnh. Họ có thể cắt sừng của nó như ta thấy đây. Họ đã móc mắt nó như ta thấy đây. Và họ cắt cả đuôi của nó nữa tất cả chỉ vì 2 kg sừng. Gần 800 con tê giác đã bị săn bắt ở Nam Phi trong năm nay, tức là 3% tổng số tê giác ở nước này. Những người chủ trại thú đã mướn nhân viên an ninh có vũ trang để đi tuần trong khu bảo tồn thú, và đó có thể là một công việc nguy hiểm. Nay họ đang thử một chiến thuật mới. Họ tẩm thuốc độc vào sừng tê giác. Tê giác được chích thuốc tê, nghĩa là nó bị tê nhưng vẫn tỉnh táo. Cái đó các lỗ được đục vào sừng nó rồi sau đấy bơm vào một thứ thuốc độc được nhuộm đỏ. chuyên gia bảo vệ thú Lorinda Hearn nói, chất này an toàn đối với tê giác nhưng độc hại đối với những người tiêu thụ nó. Các triệu chứng là buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, tổn thương thần kinh, hay thậm chí gây chết người trong các trường hợp nguy hiểm. Bà Hearn nói. vậy đó là chất liệu sừng thiên nhiên chưa được chế biến và đây là chiếc sừng đã được chế biến. Nếu bạn mua phải một cái sừng có màu như thế này, thì rõ ràng bạn biết là nó đã bị làm cho hư hao và người dùng vào là không an toàn. Như thế với giá 60.000 đô la một ký, thì nó biến thành số 0. Một khi hoàn thành thủ tục, con tay giác thức dậy sẽ ngày ngật, nhưng không có hại gì. Ông ship quay giải thích. Nó thấy hơi đau. Nó có thể đau nhiều, nhưng tôi rất mừng vì nay tôi biết rằng nó rất an toàn các nhà bảo tồn thiên nhiên hy vọng sẽ cứu hàng trăm con tê giác mỗi năm bằng cách làm cho các cặp sừng của nó trở thành vô giá trị đối với các tay săn bắt thú